Đó là kỹ thuật. Em ơi, con cá à, ra đây mà xem công việc nó ngồi ham đá, nó đưa cái lưng ra ngoài. Đó là con cá nó ngồi ham đá. Đó là cá con. Too hot. After anh vậy là mình thư lại định có cái skit, okay, có cái kịch ngắn thôi. Chào mọi người, ngồi xuống đây. Bây giờ nhị nhị cho có một cái bài cái điều vũ cộng.